Người ta nhận ra rằng người mà có dái tay dày thì thường có được cuộc sống giàu sang phú quý, đặc biệt là khi về già. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới điều này thì trong tập ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đặc điểm thứ nhất của người có dái tay dày đó là họ rất chăm chỉ làm việc. Họ thường là những người vô cùng cần cù và cố gắng. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã xác định rõ cái mục đích sống và phương hướng trong cuộc đời của mình. Nhờ đó mà họ có thể hoàn toàn tập trung và dồn hết tâm huyết vào những cái mục tiêu đã đặt ra. Họ không bao giờ lười biếng, kể cả khi những cái người khác có nhu cầu được nghỉ ngơi đi chăng nữa. Cho dù xung quanh họ có bao nhiêu những cám dỗ đi chăng nữa thì họ cũng vẫn có thể giữ mình ngay thẳng và quyết không làm cái việc gì trái với lương tâm cũng như những cái quy tắc mà mình đặt ra. Do những đức tính vừa kể trên nên họ dễ dàng đạt được những cái thành tích đáng ngưỡng mộ và nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Điều thứ hai ở người có dái tay dày đó là họ thường muốn xây dựng cho mình một cuộc sống bằng chính sức của mình. Vì vậy mà họ biết mình cần phải không ngừng rèn luyện và cố gắng. Họ chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm thông qua thất bại và thành công của chính bản thân cũng như những cái bài học từ những người khác. Càng trải đời thì họ càng có những cách ứng xử linh hoạt trong nhiều tình huống và dần hình thành cho họ những cái bản lĩnh khiến cho mọi người xung quanh phải tôn trọng và khâm phục, và dần dần họ sẽ xây dựng được một cuộc sống giống như mình mong muốn. Thứ ba là kinh tế vững mạnh. Trên thực tế thì người có tướng tai dày không bao giờ phải sống trong cảnh thiếu tiền. Đây là tướng tai mà người đàn ông vừa thông minh lại giàu có. Khi còn trẻ thì họ được sống trong gia đình đầy đủ với điều kiện vật chất. Tới khi lớn đi làm, họ tìm được những cái công việc thể hiện được thế mạnh của bản thân, đứng trên những cái vị trí lãnh đạo. Người này không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp xung quanh. Vì vậy mà cho dù không có chủ động đi tìm kiếm cơ hội đi chăng nữa thì cơ hội cũng cứ xuất hiện trước mặt họ. Đây là tướng tai của đàn ông rất thông minh. Hơn nữa, khi mà xem tướng người có dái tai dày thì người ta còn nhận ra rằng họ thường là những người có đầu óc quản lý tiền bạc. Họ tiêu tiền hào phóng nhưng lại không bừa bãi, không chi phí cho những cái khoản không cần thiết. Thứ tư, đặc điểm thứ tư ở người có dái tai dày là họ có quan hệ rộng rãi. Họ được yêu mến bởi những người xung quanh, cho nên là không bao giờ phải sống trong cảnh cô đơn. Xung quanh họ lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè, sẵn sàng giới thiệu cho họ những cơ hội và giúp họ vượt qua những khó khăn. Để nhận được tình cảm của nhiều người như vậy thì bản thân họ cũng phải là một người nhiệt tình, không so đo tính toán và thích giúp đỡ mọi người. Về tổng thể thì họ sẽ là người gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, kể cả khi về già cũng vẫn được nhiều người quan tâm, chăm sóc và cuộc sống thì luôn tràn đầy niềm vui. Thứ năm là người có dái tai dày thì luôn có những cái suy nghĩ tích cực. Người sở hữu tướng tai dày vốn luôn giữ cho mình những cái suy nghĩ tích cực, chẳng bao giờ bị những cái khó khăn xảy đến mà đánh gục. Họ biết rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng thì không có điều gì mà mình không vượt qua được. Tinh thần lạc quan ấy đã tiếp thêm lửa cho họ để họ có thể trải qua cái thời tuổi trẻ đáng nhớ, hết mình vì cuộc sống và sự nghiệp. Và đến khi về già, được sống trong hoàn cảnh sung túc đầy đủ, họ lại càng có nhiều niềm vui hơn. Trạng thái tinh thần vui vẻ khiến cho họ có được sức khỏe tốt, được hưởng sự quan tâm, yêu mến của con cháu và mọi người xung quanh.